Em cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên. Gì vậy? Dạ, để vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ vâng, em xin chào chị Cát Tường. Rồi. Xin chào anh Quyền Linh và rồi, xin chào quý vị khán giả. Chào bạn. Mời bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường xinh đẹp. Dạ, em tên là Lê Đăng Hậu, năm nay em 26 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai, làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của tập đoàn IAK. Quê mình ở Đồng Nai luôn hả? Dạ không, quê gốc em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy thì cưới vợ xong về ở Đồng Nai hay là ở Bà Rịa Vũng Tàu? Dạ, cưới vợ hôm trước hết thì là ở Đồng Nai, mà vẫn tùy thuộc vào công việc của bạn nữ mình. Thôi bây giờ mình sẽ nghe bạn gái bên kia giới thiệu nha. Trời, em là Anh Thư. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên văn phòng cho công ty là sản xuất các đế giày, dây giày Nike. Em làm ở khu công nghiệp Long Thành. Dạ, cũng gần với khu công nghiệp Nhân Trạch chỗ bạn nam làm luôn ạ. Ngoài ra em còn là giáo viên tiếng Anh. Ban ngày đi làm giờ hành chánh rồi tối về dạy tiếng Anh nữa. Dạ. Vậy thời gian đâu mà giờ hẹn hò thì đi chơi lúc nào đây? Cuối tuần chị. À. Em ế thì chắc cũng bởi vì em là con một trong gia đình thì cái việc tuổi tác gia đình cũng quan trọng. Bây giờ tuổi nào là hợp? Em chỉ bị kỵ là tuổi Hợi với tuổi Tuất thôi. Bạn trai tuổi gì? Dạ em tuổi con dê chị ơi. Thôi trời, thở ra. Tuổi con dê là được rồi ha. Tại sao, lý do nào mà bạn đến đây? Cái lý do chính là em đến đây là vì em ế anh. Đến lý do tại sao ế, mình có thể được kinh nghiệm không? Là vì em đi làm về thì cũng đi học anh văn, tại vì em rất là thích học anh văn. Rồi mai mốt có cô giáo dạy luôn, khỏi cần đi đâu xa. Dạ. Mình sẵn sàng bồi bổ tiếng Anh giao tiếp cho bạn. Học phí sao? Học phí sao? Nếu như các bạn có lấy học phí không ạ? Học phí thì để mình xem thử cái tấm chân tình, chân thành của bạn như thế nào. Nhưng mà đối tượng của bạn dạy hồi xưa giờ là đối tượng dành như thế nào? Dạ, tầm cấp 2, cấp 3 thôi. Này cấp 4 là cũng dạy nổi không? Dạy lên có người ra trường không bạn? Tốt chị. Tại bởi vì em cũng đang muốn tìm đối tượng là 23, 24 trở lên. Chi vậy? Dạ, để vừa dạy xong sẵn tìm hiểu luôn. Được. Hay quá, một công đôi việc ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình thích bạn gái thế nào? Trước hết là phải là anh gái trước đã. Không bạn gái mà không là anh gái chứ. Dạ, nhưng mà là, nói chung là anh gái dễ thương, rồi giỏi ngoại ngữ, rồi cái tính tự lập cao. Tự nhiên nghe bên đây tên giỏi tiếng Anh, cái vô rồi giỏi ngoại ngữ. Cái này có đưa ra trong chương trình khi mà chọn người yêu không? Dạ có chị. Thiệt không? Dạ thiệt đúng chị. Có, người ta mới tìm giống vậy đó. Dạ. Ha, yên tâm. Tề gia nội trợ gì được không bạn? Dạ, sở trường của em thì là ca hát. Thì em nấu ăn rất là ngon. Wow. Em tự tin. Thôi giờ mình hát một bài trước đi. Và anh sẽ là tiếng ăn hâm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bữa chung đôi trên lối về. Mình cảm nhận như thế nào bạn trai? Mỹ Tâm bên đây mình làm Đàm Vĩnh Hưng luôn đi. Ngày mai em là cô dâu mới, ngày mai em được ở bên người. Nói chung là mà ngày mai em sẽ là cô dâu mới đó. À, không, ý em là nói cho bạn bên kia thôi ạ. À, thì nói bên kia đó. Dạ. Mình có lợi thế gì và những cái khuyết điểm gì? Em thì người ta nói thì em hơi giống cái diễn viên Lương Thế Thành. Dạ, diễn viên Lương Thế Thành rồi tính tự giác và độc lập rất là cao. Dạ. Khuyết điểm của bạn là gì? Em hơi lười giặt đồ. Không sao, có máy giặt. Yêu thương có, rất là có lười tắm không? Dạ không, một ngày em tắm tới 2-3 lần luôn chị. Tắm rồi quăng đồ, à tắm mặc đồ cũ lại hả? Dạ không, một ngày em xài tắm 3 bộ đồ luôn chị. Sáng tắm, tối tắm, giặt đồ làm rồi, đồ chất đóng trong nhà vậy hả? Dạ em hai ngày em giặt đồ lần chị ơi. À, bên kia. Bạn thích một người bạn trai như thế nào? Dạ em chỉ cần 4 tiêu chí thôi. Đó là có năng lực, có đạo đức, sống có ước mơ hoài bão và chân thành giản dị. Điểm nào không thích ở người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt, tính toán, không cần người đó phải quá đẹp, xấu múi, mà chỉ cần là biết chơi thể thao, có giữ gìn sức khỏe tốt là được. Chứ không cần cao thấp. Chắc chắn phải cao hơn em rồi ạ. Dạ, Lương Thế Thành đấy hả? Dạ giống hả? Có người ta nói không, anh cũng thấy giống đấy. Mình tính khi nào mình tính tới hôn nhân? Năm nay hoặc cuối năm nay hoặc là sang năm sau. Nhanh dữ vậy hả? Dạ, mình có chuẩn bị gì chưa?
cũng một ít rồi chị. Bao lâu thì mới mua nhà được? Cuối năm nay em sẽ mua đất. Mua nhà thì chắc là hai vợ chồng góp chung để mua. Không, mua đất trước rồi xây nhà sau cũng được. Có cái lộ trình là đúng được rồi, có tính toán, nó quan trọng có là kế hoạch. Có lộ trình cho mình tính toán, mình phấn đấu. Được không chị? Được. Hợp lý, nói chung là có chị thích những người mà có cái coi đàn gái lập trình nữa, mình phải có cái hoạch định cái tương lai. Đúng rồi. Vậy là được rồi. How you find thank you sit down please and you? Em không hiểu anh ơi. Anh nói còn không hiểu lấy gì em hiểu. Bây giờ em thích người đàn ông làm gì cho mình? Nói chung là em thấy bạn đó là có chí hướng, có tương lai và có xác định là kết hôn là em thấy là tốt rồi. Được. Dạ. Chỉ sợ là bạn có những cái tật xấu như là nhậu nhẹt hay là lăng nhăng thì em không thích thôi. Không, bạn bên đây tuy còn trẻ tuổi nhưng mà thấy chững chạc lắm. Dạ. Có chí hướng, có phấn đấu, có mục đích luôn. Lát anh hỏi giùm cái vụ nhậu nhẹt có không, anh quên hỏi em. Không có nhậu đâu. Thấy tướng không có nhậu rồi đó. Lăng nhăng không? Dạ. Không có lăng nhăng. Giống... không có lăng nhăng đâu, kinh nghiệm lắm, nhìn sơ là quyết liền. Bậy đi, không hỏi rồi đứng ra nói bậy rồi mai mốt người ta đổ anh hứa thôi. Mà em không có lăng nhăng đâu chị ơi, em tuyệt đối chung thủy chị. Chỉ có mặc áo hơi nhăn thôi, không có lăng nhăng. Cái này là em tin tưởng lời anh Quyền Linh. Nếu mà có vấn đề gì em sẽ mắng vô đó. Anh kiếm anh, anh lo. Hay quá, tôi vấn đề chỗ là giờ là khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Phải nghĩ là đợi tới năm trước là một năm nữa. Coi tuổi. Coi tuổi hả? Tin vào phong thủy. Thí dụ bây giờ mình quen nhau, mình yêu nhau hết sức mình luôn, nhưng mà khi mình đi coi tuổi thì không hợp, rồi tính thì sao? Thì chắc không dám kết hôn đâu, chỉ có về ở nhau thôi. Cái kỳ vậy? Tin thì bói dữ vậy trời. Trời ơi, này căng à nha. Cô gái này phong thủy dữ dội lắm nha. Cô bên kia là tính toán vững chãi trong cuộc sống. À, nãy giờ anh nói nghe rồi gì? Dạ. Đừng làm anh thất hứa nha. Dạ. Hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ, em có đi với mẹ em và dì của em ạ. Rồi, chào cô. Chào Quyệt Linh và chào Cát Tường. Dạ. Trước mắt thì cô thấy là bạn nam rất là dễ thương. Dạ. Cái quan trọng là hai cháu tự chọn và dạ, cái cảm nhận của hai cháu. Bây giờ tự chọn, mà giờ chọn xong rồi rủi cô đi coi tuổi, cô nó không hợp này, không hợp cái kia, phong thủy không được rồi. Chết tụi nhỏ à cô? Nếu mà về tuổi như vậy thì được rồi. Nói chung là mình muốn thì cũng mình tính không bằng trời tính. Mình cũng... đúng rồi. Cũng mức độ nào mà có thể chấp nhận được thôi. Dạ. Con chào cô, hôm nay con rất là vui được gặp cô ạ. Dạ, con thì cũng rất là tình cảm và nhiệt tình trong việc và nói chung là thích giúp đỡ mọi người. Con cũng đến đây cũng là muốn đến kiếm một người bạn gái, một người vợ thật sự. Chứ không, con không có lăng nhăng đồ này kia. Dạ. Cô cũng cảm ơn chương trình. Bây giờ để cho hai cháu quyết định. Dạ. Rồi, mình bạn có đi trai, với ai không? Có đi với ai dạ, không? Có đi với em trai với lại bạn đồng nghiệp ạ. Dạ. Em ruột hả bạn? Dạ, em ruột của em ạ. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Nói về chị thì chắc là em thấy là chị là thật là đẹp xinh thật lung linh rồi đó. Quan trọng là anh trai của em có đủ cái thuyết phục để cho chị bấm nút nữa hay không thôi. Đúng rồi, hay quá. Em trai đúng là... số 1 luôn. Vấn đề chỗ em thôi đó ha. Rồi còn người nữa, hỏi luôn ý kiến người nữa. Bạn đồng nghiệp ở cơ quan có nhiều cô theo hậu không, hay hậu có theo nhiều cô không? À, hậu cũng không có ai để ý cho công ty. Kỳ vậy? Đẹp trai tài năng nhưng mà không ai để ý. Chắc có thể là do chưa có duyên. Có thể bạn gái này nay gặp gỡ là một cái duyên của hậu. Hy vọng vậy, cảm ơn bạn. Rồi chúng ta kéo rồi, màn lên ha. Cho hai người gặp nhau đi. Cô bên kia xinh lắm ha. Chàng trai bên đây cũng đẹp trai. Hai bên thấy hợp lý rồi đó. Cảm ơn màn. Quan trọng là em nói thế nào để bên kia bấm nút thôi nha hậu. Anh chào em. Anh có món quà tặng em. Em có tính gì cho chuyện tương lai chưa? Dạ có ạ. À. Có nên em mới đến đây. Anh thì rất là thích giáo viên dạy tiếng Anh. Lần trước anh cũng đã bị lỡ một lần rồi. Chắc là hôm nay là duyên số mới được gặp em. Ủa lỡ là lỡ cái chuyện gì? Dạ đó, em có công việc em không đi được. À mời lên một lần mà không được. Không, cái này chắc là mình có duyên đó anh. Tại bởi vì lần trước thì em cũng bận đi học. May quá hôm trước gặp bà kia sáu mấy tuổi á. Anh có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Anh không biết hút thuốc. Tập hoài nhưng mà tập không có được. Tập cái gì? Tự nhiên không biết tập làm gì? Dạ bạn dụ tập thôi. Nhưng mà em tập không được nên là em ghét quá em bỏ luôn. Anh thì anh làm từ thứ hai đến thứ sáu. Thời gian buổi tối thì anh thường đi học thêm về tiếng Anh nhiều. Nhưng mà chắc anh nghĩ là sắp tới anh sẽ không đi học nữa. Ơ sao kỳ vậy? Đăng ký một khóa mới. Chắc là anh sẽ không đi học nữa. Em tính chuyện học phí đi. Cô là cô, bồ là bồ nha. Lúc cô lúc bồ là mệt lắm nha. Dạ em cũng hy vọng cái ngày đó sẽ tới là bồ, vừa bồ vừa cô luôn nè. Vậy
em tính sau này sẽ sinh mấy đứa con. Em nghĩ là cái này mình phải tùy vào kinh tế tài chính của gia đình nữa, phải đầu tư vào chất lượng giáo dục và cũng như là cuộc sống cho con cái thì một hay hai đứa cũng được. Em có biết vì sao là anh lại thích cô giáo dạy tiếng Anh tiếng Nhật không? Là tại vì anh thích sau này sinh con ra sẽ cho con đi du học. Anh hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội để hẹn hò và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, em thấy anh là một người trai rất là gọi là hiếm có, rất là hiền. Dạ. Anh thì nói chung anh nhìn em là anh thấy là thích. Còn là anh cũng có thể nói sau cũng được. Còn nhiều thời gian để tâm sự với nhau mà. Trời, chưa gì hẹn hò trước rồi. Thôi được rồi, nói chung cặp này là tôi thấy ổn lắm rồi. Rất là được. Bữa giờ tôi làm mai tôi thấy cặp này tôi ưng nhất nè. Hợp lý, hợp tình. Mình có 3 tiếng đếm tôi quyết định. Xứng đôi vừa lứa. 3 2 1 5. Hãy đến gần cô ấy, nắm tay cô ấy để cảm nhận buổi gặp mặt đầu tiên nè. Không, anh có thể cho em hôn cô ấy một cái được không ạ? Được. Nào. Em cho hôn tay thôi ạ. Ồ, rất là hiện đại, không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút này nhé. Có mẹ, có em trai, có bạn đồng nghiệp và cả hàng triệu khán giả. Mong rằng các bạn sẽ đến gần nhau hơn. Gửi các bạn những chiếc vé xem phim để chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelet. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Qua chương trình này em cũng xin cảm ơn ekip của chương trình đã cho hai chúng em được gặp gỡ nhau. Và em hy vọng chương trình ngày càng sẽ phát triển để có nhiều cặp đôi để tiến tới được bến bờ hạnh phúc mà. Hai bạn chương trình cảm ơn hai bạn. Nắm tay bạn ấy. Dạ, uống nhậu cũng có nhưng mà biết điểm dừng. Ta đi tới nơi rồi, chết luôn đâu có dừng nổi. Chưa giờ đi chuyện sồn. Chưa thấy không? Một cặp đôi thật là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem họ như thế nào. Hả Mà? Mời bạn Nam. Ai ơi. Mời bạn nữ. Rồi, bạn Nam giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Tấn Thái Hân. 33 tuổi, là kỹ thuật máy tính ở Bình Dương. Quê đâu? Cùng quê với anh. Tiền Giang hả? Bắt lại canh lịch. Rồi, mời bạn giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Hoài, năm nay em 30 tuổi. Em hiện đang sinh sống tại Dĩ An, Bình Dương. Và em là kế toán ạ. Điểm mạnh của bạn là gì? Em là một người phụ nữ của gia đình. Truyền thống thì 70% và hiện đại thì 30%. Dạ, em nội trợ cũng rất là khá. Không ngại làm dâu ha? Dạ không, vấn đề đó em nghĩ đó là chỉ là trách nhiệm và bổn phận thôi. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một bạn nhưng mà cũng quen 5 năm á, thì cũng chia tay rồi. Chia tay bao lâu? Cách đây 3 năm rồi chị. Rồi 3 năm nay là phòng không chiếc bóng? Dạ, em cũng có tìm hiểu một hai người nhưng mà chắc là do em chưa hợp á. Bạn trai, bạn có mối tình nào chưa? Em cũng có từng yêu một lần mà thấy khổ quá trời quá chị. Sao vậy? Đâu ngoại tình hả? Lúc đó mới yêu à, đâu gọi là ngoại tình được. Lăng nhăng hả? Quen hai dạ, ba dạ, người? Dạ, 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 là vậy được. Từ đó nay có yêu ai nữa không? Trời, trớ trêu sao? Trời, trớ trêu quá hả? Có người thì như như hai đường chéo. Gặp được có một lần rồi, không còn gặp được nữa. Có người thì giống như là hai đường thẳng vậy đó. Chỉ có thể thấy nhau nhưng mà không có đến được nha. Hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Nhưng nếu ta tìm hiểu nó sẽ gặp nhau ở điểm vô cực nào đó. Nếu mình lấy nhau thì mình sẽ lập nghiệp, mình sống sinh sống ở đâu bạn? Dạ nhà em ở Bình Dương á chị. Mình sẽ ở chung với ba mẹ hay là mình ra ngoài ở riêng? Dạ ở chung với mẹ, tại mẹ có mình em à. Coi như làm dâu đó, bạn gái thì có đồng ý làm dâu không? Mình đây sẵn sàng, nấu ăn ngon luôn. Mình có yêu cầu tìm cái người bạn trai như thế nào? Đừng có gia trưởng ạ. Có thể nhậu, có thể uống rượu nhưng mà ít thôi, đừng có lầy quá. Dạ cái đó thì em không có quan trọng. Dân Tiền Giang uống hơi nhiều quá, có bạn quá được rồi. Hả? Dạ. Uống nhậu cũng có nhưng mà biết điểm dừng. Dạ, biết không? Dạ biết. Ta đi tới nơi chết luôn đâu có dừng nổi. Chưa giờ đi chuyện sồn á. Chưa phải không? Dân Tiền Giang hát cái lương hay lắm nè. Dạ không, em không biết hát cái lương. Không biết hát cái lương, không biết hát ca nhạc không? Dạ cũng được được. Rồi mình làm bài cho nó vui vui đi. Bắt đầu.
Yêu nhau đi em, cho ngày tháng năm dần trôi. Yêu nhau đi em, thiên đường đó ta thành đôi. Yêu nhau đi em, xin đừng đắn đo bờ môi. Dù ngàn lần đời này, anh chỉ muốn yêu mình em. Bạn Ngữ, làm lại liền, làm lại liền. Sông quê nước chảy đôi bờ, để em chín dài. Để em chín dài mới khờ thương anh. Ngọt quá. Bây giờ tiêu chuẩn của mình người bạn trai là người như thế nào? Bạn ấy chỉ cần cao hơn em là được. Bạn mét mấy? Em mét 52 anh. 52 được. Tưởng 62 mệt à. Mập ốm cao thấp không quan trọng ạ. Dạ. Bất cứ cái gì cũng được hết. Đừng có hô. Mớm được mà. Ủa bên kia hô rồi hả? Mớm. Dạ mớm mớm vậy. Để hỏi cái vụ này coi. Trời ơi. Trời ơi. Vì sao mình dày thì mình cứ bưng cái quà nó nhận vậy thôi. Chi mà bưng cái quà dày gì mà dữ vậy. Chị nó mà lạ. Cách tường quá đẹp. Trời ơi, còn bày đặt nó làm như răng đẹp lắm, còn gắn hộp xoàn vô răng chi vậy ông? Trời ơi, ta gắn vô là khi nào răng ta trắng tinh đều người ta mới gắn. Răng mà thụt vô trong mà cũng gắn hộp xoàn nữa. Nó vô trong bị tối quá, gắn cho nó chiếu. Chiếu ra. Rồi làm xong thấy mình, coi Kiến thấy mình dễ thương không? Cũng được. Này chắc uống Milu quá. Tự tin rồi chứ. Thích người bạn gái thì sao? Em quan trọng là kính thành á. Hiền, lễ phép, biết trên biết dưới. Nhưng mà quan trọng nhất là biết đặt mình vô cái vị trí của người khác để mà xử sự. Em thích như cái đó. Chừng nào tiến tới hôn nhân được, cũng lớn tuổi rồi đó. Càng sớm càng tốt. Nhờ chuẩn bị được cái gì rồi? Nhà cũng có, tiền thì nhiều không có, không có thiếu. Nhiều không có nhưng mà không thiếu. Nhà nhà của ba mẹ mà, nó phải nhà riêng mình đâu. Nhưng mà mẹ có mình em à. Bây giờ là an cư rồi đúng không? Dạ. Bạn không thích điểm gì ở người phụ nữ? Nhiều chuyện. Nhưng mà nhiều chuyện của em á, em phân ra làm hai dạng. Một dạng là ví dụ như em với chị nói chuyện với nhau là hai người chỉ bàn về hai chuyện của chị với của em thôi. Còn tự nhiên em với chị mà bàn về chuyện của anh Linh đó. Đó là nhiều chuyện đó phải đúng không? Rồi. Em cực kỳ ghét. Bàn chuyện với tôi làm chi? Ý nghĩa mua món quà này có ý nghĩa gì không? Tại em hay cười mà anh. Em thấy hình con này giống răng lúc đang nào cũng cười. À ý nghĩa vậy đó hả? Mua giống mình ha. Để anh coi bên làng gái sao nha. Quan trọng là có nhà, có cửa, có tiền, có bạc, ổn định. Hả? Gì? Né ra cho em nhìn đó. Không nữa. Thôi chứ đi, từ từ. Ổn định. Thôi coi mắt đàn gái xong rồi đó. Công việc, tiền bạc, ổn định. Bến sao anh? Bạn bên đây á, dễ thương. Tính tình cũng chân thật, người ta gọi là nếu dân miền Tây gọi hai lúa đó. Cũng lúa lúa giống như anh vậy đó. Dạ, nói chung mà mẫu người của em chỉ cần 3 phần 10 của anh là được rồi. Dạ. Mày hơn đó. Cặp này cũng được. Không bây giờ để hỏi thêm ý kiến. Có người thân không? Dạ em có đi với em và bạn của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả ạ. Trinh thấy cái anh này cũng hiền ở hoài. Cũng vui vẻ. Ngoại hình ok không? Hợp không? Ngoại hình thì cũng được. Bạn trai em có đi dài không? Dạ có. Chị họ với là anh rể. À chị họ anh rể. Chào anh. Sao tình hình mình thấy cặp đôi này ổn không anh? Được, tìm hiểu thêm. Còn chị? Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào Hoài. Chị là đến đây thì cũng mục đích là cũng tìm cho em chị một người để đi đến cuối con đường, chứ không có đi nửa đường tới đây rồi về. Thì chứ em chị đó là nó nói chung là rất là dí dỏm với yêu đời, với lại là theo cái kiểu làng, nhưng là không có phải là người quá khó khăn đâu. Rất là dễ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình kéo lên cho đôi trẻ gặp mặt nào. Từ từ bình tĩnh nha. Kéo màn. Nè ảnh nè. Chào anh. Chào em. Nó hơi nhỏ con anh gửi thôi. Anh tặng cho em. Cảm ơn anh. Em ôm nó có mềm êm không? Dạ dạ mềm. Êm không em? Dạ êm ạ. Anh có hỏi gì em không ạ? Bị mất ngủ mấy bữa nay. Rồi em có giống như trong tưởng tượng của anh không? Hình như có hơi hơn được chút. À, em cảm ơn anh. Em ở khúc nào ở với em? Em ở ngay chỗ vòng Sang Phú. Anh đi hoài không gặp anh còn. Dạ tới đây gặp được rồi anh.
À, vậy hồi anh đưa em về. Được không? Anh có quan trọng chuyện hợp tuổi hay không mà? Có hơi một chút, nhưng mà cũng cái mà tuổi tác nó cũng không quan trọng lắm đâu. Tại vì một khi mà đã thương người đó rồi á, dù trời sập xuống kêu là họ đừng thương, nó cũng thương à. Dạ, mình tính chuyện đám cưới rồi. Dạ khoan, cho em hỏi cái nữa. Ước mơ lớn nhất của em là gì ta? Ước mơ của em là có được một gia đình hạnh phúc với công việc ổn định là được. Gia đình sao gọi là hạnh phúc? Đồng vợ đồng chồng. Còn anh á, anh đó giờ ước mơ có gia đình. Sáng hai vợ chồng đi làm, chiều á anh về anh chơi con xíu, rồi cái đầu anh phụ vợ làm việc nhà. Đó, ước mơ anh chỉ nhiêu đó thôi. Anh nấu cơm giỏi không? Cơm nấu nồi cơm điện, bắt gạo lên rồi do vậy không? Dễ mà. Em hỏi nó cao hơn xíu á, chứ nấu cơm thì ý nấu cơm là phải có đồ ăn đồ này kia nữa chứ. À, nấu đồ ăn thì tại em nghe anh nói là có phụ việc cho gia đình nên em mới hỏi. Dạ, nấu những món dễ, còn nếu như anh nấu mà em ăn không ngon thì có thể em nấu, anh giặt đồ, rửa chén gì đó. Em không quan trọng việc anh nấu ngon hay không, mà quan trọng là anh biết chia sẻ với lại em là được rồi. À, cái không chuyện đó là trong tư tưởng của anh là chắc chắn là anh sẽ phụ vợ anh. Rồi tính ra vụ đám cưới được chưa? Khi nào đám cưới? Dạ, anh thì rất là dễ, có thể là nhưng mà cũng hơi khó. Cái gì dễ gì khó? Khi mà em muốn mà bạn đó không muốn cũng không được, bởi vậy em phải tôn trọng bạn, hỏi khi nào được. Rồi giờ ý muốn ta hỏi em là tùy eo em đó. Bây giờ em trả lời đi theo ý em trước đi. Rồi, ý em là khoảng cuối năm nay hoặc là đầu năm sau đó. Được không? Dạ. Đó, mình đàn ông mình phải nói trước chứ. Mình cứ tiền bạc ai quản lý, nói nhanh lên. Dạ, dạ quản lý. Rồi, tốt. Con cái muốn mấy đứa? Hồi đó lúc mà còn trẻ muốn càng nhiều càng tốt. Mà già lớn rồi không biết sức còn được nhiều không biết nữa. Nhắm thử sức còn được nhắm nhiều. Nhắm lượng sức mình vậy là tốt. Biết địch, biết ta là tốt ha. Chẳng thẳng đúng không? Ừ. Được. Nãy em nghe chị Cát Tường hỏi em là em cũng từng yêu một người đúng không? Dạ. Anh không mong là tình đầu của em. Mà anh mong là sẽ là tình cuối của em. Bạn gái, nói một câu gì đó với bạn trai. Thật ra thì cơ hội thì có hai cách, thì sẽ là phát triển hoặc là từ bỏ. Nhưng mà em sẽ chọn cách khó nhất là phát triển. Hai người nói rất gọn nhưng mà rất là xúc tích, ấn tượng. Nào, chúng ta để tay nút bấm. Tôi nghĩ thật kỹ để quyết định nha. Thôi. Nhắm phát triển được hay không? 3 2 1 hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau cùng phát triển. Cố gắng lên nha. Dù gái hay trai cũng chỉ hai là đủ thôi. Sức người có hạn, giờ muốn không đủ cũng không nổi nữa. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Không, đừng có nụ cười duyên dễ sợ luôn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Anh cảm ơn luôn. Dạ dạ. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trong các hệ thống áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nắm tay cha nhau. Lo ôm ông đó, không ôm ông này. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Em ăn cũng chậm, tắm cũng chậm. Em thì không gia trưởng, cũng không có mà khó khăn gì nhiều. Nói chung là em muốn một người bạn gái là đủ trưởng thành, hiểu chuyện. Mỗi khi bị stress là em cũng chạy toilet. Chị Tường có đó được á chị Tường ơi. Tại em không về em làm việc nhà hết trơn. Mời bạn Nam. Rồi ngồi đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ. Mời em ngồi. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình cho đối phương nghe đi. Bạn nữ giới thiệu trước. Dạ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào bạn nam bên kia, em chào quý vị khán giả. Em tên là Quỳnh Hạnh Duyên. Em 23 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Tây Ninh. Nghề nghiệp của em là điều dưỡng.
sống và làm việc tại Tây Ninh. Dạ. À, có nghĩa là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình thôi đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào các anh chị và các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Tăng Hoàng Tuấn, em 26 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh chào em. Dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em hiện tại đang là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh bưu điện. Bây giờ nè, đầu tiên anh hỏi cái chuyện này nè, nó quan trọng lắm bạn. Các bạn có nghĩ yêu xa được không? Yêu xa được. Yêu xa là yêu thế nào? Làm sao để có thể hiểu nhau và tin nhau? Thì cái đó là do cả hai thôi. Còn bạn gái có bao giờ yêu xa chưa? Dạ chưa anh ơi. Đó. Đây là câu chuyện quan trọng mà khi nãy các bạn giới thiệu nơi ở đó. Một bên là ở Tây Ninh, một bên là ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái đoạn đường bây giờ đi nhanh rồi. Nhưng mà khoảng cũng đợi 2 tiếng mới tới. Nếu mình hẹn hò thì mình sẽ sắp xếp như thế nào bạn trai? Thời gian những giờ giấc em linh động được. Bao lâu thì em có thể đến thăm bạn gái được? Thì một tuần một lần chị. Lỡ nhưng mà có lỡ nhớ nhiều quá thì một tuần 2 lần 3 lần cũng có thể. À dạ. Coi như em chuyển phát nhanh mà đúng không? Dạ. Nhanh mà lúc nào cũng nhanh. Đúng rồi, thôi vậy được rồi. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là chăm chỉ, siêng năng, hiền. Em biết nấu ăn chút chút. Em thích sạch sẽ nên là em thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Rồi tốt. Dạ. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm là em chậm. Làm việc gì cũng chậm hết đi. Chậm là chậm cỡ nào? Em ví dụ một cái gì đó để biết là em chậm. Em ăn cũng chậm, tắm cũng chậm. Em ăn cơm bao nhiêu mất thời gian, chén cơm ăn bao lâu? Một chén cơm ăn nửa tiếng. Em ơi, em ơi. Dạ. Cái đó anh bù trừ cho em được. Dạ. Anh nếu mà em ăn cơm chậm thì anh qua anh đút cho em ăn. Một chén cơm mà em ăn nửa tiếng, em đếm từng hộp cơm hả? Dạ không, nếu mà có việc gấp thì em ăn nhanh chị. Rồi em tắm là mất bao lâu? Dạ khoảng một tiếng. Trời. Em làm gì 1 tiếng trong buồng tắm? Cái đó là lúc mà rảnh rỗi á. À. Em vô buồng tắm em coi phim. Hả? Tự nhiên vô buồng tắm coi phim rồi mắc mới những vô tắm lẹ 10 phút đi ra lên giường nằm coi phim mà tự nhiên vô buồng tắm coi phim. Tại vì gặp bộ phim đó em thích quá chị. Bây giờ thực chất á, xã hội càng phát triển rồi, cái phòng tắm là nơi có thể nói rất là yên bình, nơi chúng ta xả stress, chúng ta vào chúng ta coi như pha nước nóng, ta nằm trong cái bồn ha, ta ngâm nước, ta coi phim, coi tivi, ta ngủ trong bồn tắm luôn, thậm chí có người vô bồn tắm 2-3 tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Trời chuyện ơi, vừa thôi chứ anh ngâm rồi anh trúng nước chổng luôn à? Đâu có, tắm người ta massage trong đó rất là khỏe, thành ra tắm 1-2 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Lúc mà em căng thẳng thì em có cái sở thích gì để em giảm stress? Mỗi khi bị stress là em chạy nhà vệ sinh chị. Em làm gì? Em chạy toilet. Chị Tường cái đó được chị Tường ơi. Được không? Tại em không giờ em làm việc nhà hết trơn. Rồi em chà cái toilet mất thời gian bao lâu? Khoảng 1 tiếng. Khoảng 1 tiếng. Bữa nào em stress em qua nhà chị chơi nha. Yeah. Trai thấy sao em trai? Trời yeah. Ơi. Thấy cô gái em kia cái gì cũng chậm về sao? Duyên mà anh. Dễ thương mà. Dễ thương đúng không? Yeah. Em yên tâm, bên đây là chuyển phát nhanh là cái gì cũng nhanh hết trơn á. Rồi. Rồi bổ sung cho nhau được. Dạ. Yeah. Bù trừ á. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Ưu điểm của em là em giao tiếp tốt, em hòa đồng, vui vẻ, sống với trách nhiệm với lại sâu sắc với lãng mạn. Cái khuyết điểm của em là em sống nội tâm à. Thường như là mình có một cái gì, có cái vấn đề gút mắt hay là nó trở ngại trong lòng mình thì mình giữ cho riêng mình chứ mình ít chia sẻ với ai. Còn bình thường thì cứ hoạt bát vui vẻ bình thường. Ít chia sẻ. Mà giờ đỡ rồi đó. Đỡ rồi. Giờ bớt. Được mấy mối tình rồi? Một mối tình. Một mối tình. Bao dài lâu? Không em? Dạ không. Bao lâu? Đơn phương. Hả? Nhưng mà tại vì em thấy nó đẹp thì em xem là một mối tình. Đơn phương cũng là tình. Đúng rồi. Dạ. Em có bật đèn xanh cho bên kia biết không? Bật luôn. Người ta trân quý cái tình cảm của em luôn. À, nhưng mà, do là có hoàn cảnh này, do cái môi trường tác động nên là thôi. Em tự thôi, em tự cảm nhận được nên em rút. Như vậy chắc là em cũng chưa yêu thật. Hả? Yêu thật sao rút được? Đúng rồi, có nhiều người ta đơn phương mà mấy năm trời luôn, người ta vẫn tấn công cho đến khi nào mà bên kia mà có lập gia đình luôn người ta mới bỏ ý định. Dạ em đủ kiên nhẫn đó chị Tường ơi. Thì đó thì là dạ. Chưa có quyết liệt trong chưa có yêu quyết liệt mới là... trong phải trong cái hoàn cảnh đó chị mới biết. Rồi vậy đi, coi như là chưa có. Ủa có một mối tình một cái thôi đó hả? Dạ. Có giấu không? Không có giấu nha, tôi điều tra kỹ lắm đó nha. Có. Cũng có mấy lần gặp gỡ rồi. Nhưng mà em nghĩ đó không phải là tình yêu nên em nói một thôi. À. Dạ. Có nộp giấy độc thân chưa? Rồi đâu đó đầy đủ chỉnh chu hết trơn. Rồi tốt. Rồi tôi tạm tin vậy nha. Em là bầu trời nhân cách. Rồi bạn gái mình tình trường sao em? Dạ em chưa có mối tình nào. Ủa sao cái cặp đôi này giống nhau vậy ta? Rồi có yêu đơn phương ai không? Dạ cũng có. Chỉ mới dừng lại ở thích thôi chị. Cũng có bạn em là Mai, nhưng mà là do nói chuyện không hợp. Anh đó ít nói em cũng ít nói. Không có điểm chung.
Vậy cái mẫu người bạn trai em mong muốn tìm kiếm là người như thế nào? Mẫu người bạn trai của em mong muốn là tự lập, anh đó chín chắn, lắng nghe, chia sẻ, không gia trưởng. Bạn trai đừng quá vô tâm. Bạn trai bên kia sao em? Em có quan tâm bạn gái mình không? Dạ có chị. Hồi nãy em có nói cái ưu điểm của em là có sâu sắc và lãng mạn mà. Dạ, như đó là đủ rồi đó. Mình có thích lãng mạn không em? Dạ cũng có chị. Em nói em lãng mạn, ví dụ như ngày sinh nhật bạn gái đi, em làm sao là gọi là lãng mạn đâu? Bí mật chị, giờ em nói năm mốt bể hết sao? Trời ơi, mình ví dụ thử coi giờ sao nè. Thử giờ mấy mốt phải chơi bài khác nữa rồi. Thì em nhiều bài mà. Như em bên đó thì em làm Tây Ninh đúng không? À thì em sinh nhật thì em muốn nói gì hết, em cũng không có kiểu mà canh qua 12 giờ và chút luôn. À cái em âm thầm trên này em xin sếp em nghỉ ngày đó, cái em đi xe mình em xuống dưới rồi em tặng quà làm cho em bất ngờ. Coi như mình nói là mình không xuống mà tưởng là bạn gái tưởng mình vẫn đi làm đúng không? Đúng rồi, chị từng hiểu em á. Cái đó mới bất ngờ chưa lãng mạn. Bắt đầu mọi thứ nó bắt đầu tiếp tục nữa. Rồi. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người như thế nào? Em thì cũng không có mà gia trưởng, cũng không có mà khó khăn gì nhiều. Giống như là em muốn một người bạn gái là đủ trưởng thành, hiểu chuyện, với lại biết chuyện, không có sống ảo nhiều. Sống ảo thế nào là sống ảo? Sống ảo là sống không thật á anh. Cụ thể vài ví dụ đi. À thì nói chung là em thích mộc mạc, đơn giản. Rồi em có cái yêu cầu gì về về ngoại hình của người bạn gái không? Em muốn tìm một người như thế nào? Dạ dáng người thì cân đối, cao khoảng chừng từ 1m50 trở lên. Em gì? Cao mét mấy? Em cao 1m68. Để anh qua anh kia xem đàn gái coi. Em chào anh. Chào em gái, dễ thương, rất là xinh ha. Dạ. Em muốn kiếm người nói nhanh nhiều hả? Dạ, nhưng mà ảnh đừng có chê là em ít nói. Anh bên đây nói gì thì đủ nhiều chưa? Anh nói quá nhiều. Anh chuyển phát nhanh mà anh phải làm nhanh chứ đúng không? Thì hồi nãy anh có nói là ảnh không có làm việc nhà. Nhưng mà em mong muốn là người đó có thể là chia sẻ công việc nhà với em. Dạ. Làm dâu được không? Em nghĩ là khi mà tình yêu đủ lớn là em có thể làm được. Em sẽ xuống đúng không? Dạ. Rồi, để coi anh nói sao cho em xuống thôi, quan trọng là do ảnh thôi. Được, nhưng mà thí dụ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 1 năm. Dạ. Dạ nhanh quá, biết bên đây chuẩn bị kịp không ạ? À? Dạ chào chị. Nếu 1 năm thì em có sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ sẵn sàng, nhưng mà trong cái giai đoạn 1 năm nó phải tìm hiểu. Thì đương nhiên rồi phải tìm hiểu, mấy chứ không lẽ năm này làm gì. Dạ. Rồi bây giờ mai mốt có cái việc làm gì ở trên đây để mà xin cho bạn gái làm không, là bạn gái mới theo mình lên đây được nếu mà mình tiến tới hôn nhân? Thì bằng tất cả mối quan hệ của em sẽ cố gắng để em kiếm thêm một cái điều dưỡng trên này. Bằng tất cả mối quan hệ của em. Và nếu mà không được thì xin cho bưu điện làm chung với em. Từ điều dưỡng qua làm bưu điện luôn. Trái ngành luôn chị. À giống như em cũng làm trái ngành chứ đâu làm chung. Rồi có làm dâu không? Em đang sống với ai? Em sống với ba mẹ với anh. Vậy là có làm dâu. Dạ. Thích gái đẹp không? Cũng thích, nhưng mà thích gái xinh nhiều hơn gái đẹp. Ủa xinh là sao và đẹp là sao? Tinh là giống như là dễ thương chị, mình nhìn vô là mình có cái ấn tượng á. Còn đẹp là mình nhìn vô mình nhìn hoài mình nó đẹp đẹp mình sợ. Chị là xinh hay đẹp? Chị là chị xinh đẹp. À thôi được rồi, về nha. Nè nè chị cũng dẻo miệng dữ lắm. Coi chừng ngăn hiếp nha cưng. Cô dạ. Chị cũng hiền với tội nghiệp lắm nha. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình em đi với sếp của em là bác ngoại, với lại mấy anh em đồng nghiệp của em trong đội em. Xin kính chào chị Cát Tường xinh đẹp. Dạ. Xin kính chào anh Quyền Linh. Một trai dễ thương. Úi rồi, chào. Xin anh. Chào đôi bạn trẻ. Chào toàn thể quý vị trong khán phòng. Tôi tên là Nguyễn Văn Huệ, sếp trực tiếp là phụ trách về cái mảng công tác của Tuấn. Đối với Tuấn thì công tác thì rất nhanh nhẹn, nhiệt tình, hoàn thành tốt được nhiệm vụ. Thế còn chút nhận xét về đôi bạn gái bên đây. Thứ nhất là cũng có cái bù trừ cho Tuấn, ít nói, hiền, dễ thương. Thì đến đây cũng là một cơ duyên, thì mong rằng chúng ta cố gắng cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn nữa. Cảm ơn sếp. Rồi, bạn gái mình đi với ai nè? Dạ, em đi với cô ruột của em, với đồng nghiệp của em. Chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ, chào đẹp. Cô. Chào bà con hai họ trong khán phòng này. Tôi là cô của em, của cháu Duyên. Dạ. Đây là đứa cháu duy nhất, đứa cháu đích tôn của gia đình. Nó hiền quá với nó nhát. Ở trong gia đình nó cũng ít nói nữa. Rồi làm cái gì cũng chậm chạp. Mà gia đình thì mong cho nó có hẹn hò trước. Rồi nay đến đây thì thấy cháu Tuấn bên này cũng rất dễ thương, rất chững chạc, tướng tá cũng đẹp, thấy hai đứa cũng xứng lắm. Cho nên là cô cũng mong hai đứa hẹn hò đi, cho đời nó vui hơn. Trời ơi cô chị chơi quá.
Bây giờ chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau sau khi cái hàng rào này được kéo ra nha. Mở cửa trái tim. Mở cửa. Em nói trước thì anh nói trước. Dạ anh nói trước. Em có đói bụng không? Có mệt không? Dạ có. Thì nãy giờ ngồi nói chuyện em thấy anh sao? Dạ em thấy anh vui vẻ, hòa đồng. Anh cũng đẹp trai. Thì anh thấy em cũng dễ thương mà. Dạ. Chậm thì đâu có phải là cái khuyết điểm đâu. Dạ. Thì mình đâu có muốn mình chậm đâu. Dạ đúng. Thì từ từ mình khắc phục thôi. Em với anh quen nhau á, thì nếu mà khi mà nóng giận á thì anh sẽ làm cái gì? Mà anh nghĩ người như em sẽ không làm cho anh nóng giận đâu. Nhưng mà trong cuộc sống thì đâu nói trước được. Mà lỡ như anh có nóng giận á hả? Dạ. Thì thôi anh không nói gì hết. Tại vì lúc đó anh bỏ đi chỗ khác. Anh cũng không muốn đôi coi với em. Tại vì anh biết nếu mà anh nói thì em sẽ nói không lại anh. Nhường em đó. Được. Mày nói đúng đó. Nói không lại đâu. Mình thì không có ở chung một nơi. Dạ. Nó cũng hơi trắc trở. Sắp xếp thời gian có linh động thôi. Ví dụ như một tuần anh xuống em thì tới tuần sau em lên anh. Được không? Được hết nếu mà hai đứa muốn. Ít nhất em phải lên Tây Ninh hai lần, bạn kia xuống một lần chứ. Ta con gái thì, mà thân. Thì đúng rồi anh. Chứ tuần này em anh xuống rồi tuần kia em lên cứ đổi gì sao được. Nếu mà em muốn em phải xuống hai ba lần ta mới lên lần. Thân gái dặm trường đường xá xa xôi. Em muốn anh lên em không xuống được không? Cũng được. Sao cũng được cái xìu vậy? Được em được. Trời ông kia lanh lắm mà. Tự nhiên cái em câu chữ em nó đi đâu hết trơn luôn. Bây giờ đứng lên hát tặng bạn gái một bài đi cho nó sớm nè. Anh hát nha. Trời ơi, một tràng pháo tay lấy tinh thần cho bạn ấy ơi. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta lại không nói ra. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kể cả anh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhưng người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha. Cho quá khứ, hai ta cùng đi qua. Hay quá. Được. Được. Hát được. Rồi. Rồi, thôi bây giờ mình nói một câu gì đó thiệt là lãng mạn. Như là cũng có nghĩ sẵn trong đầu mình để nói chuyện với em mà sao tự nhiên lúc mà kéo cái miếng này ra cái anh câu chữ anh nó chạy đâu hết trơn rồi. Anh quên hết luôn. Nhưng mà bây giờ nói chung là anh còn nhớ mỗi con điều, là nói chung là bây giờ là sắp tới đây thì mọi chuyện diễn biến như thế nào anh không biết, nhưng mà nếu như anh có cơ hội để em bấm nút á thì anh phải làm một điều mà từ trước giờ anh chưa bao giờ làm. Gì eo vậy? Em lấy niềm tin đi. Thôi thôi. Em ngồi im. Là nếu mà anh được có cơ hội được em bấm nút á thì anh sẽ cố gắng hiểu em nhiều hơn. Dạ. Và sẽ làm cho em vui. Dạ, em đâu. Rồi, hết thời gian. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn nhá, không ai ép mình cả. Bấm nút là mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Bấm tay nhau nào. Đây là những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Dạ. Gửi tặng các bạn. Xin phép cô được hôn bạn gái. Cô cho con hôn em nha cô. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Senton. Máy nước nóng hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Dạ, yeah, cảm ơn. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi.
Đi chào bạn gái, đưa bạn gái đi coi phim đi nha. Đi làm về những công việc trong gia đình thì em có thể em làm được hết, nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa thì em đều làm được. Vậy có khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hay mất ướt hay khóc. Bị gì khóc trận nó thôi mất bồ luôn. Dạ. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã cảm thấy rung động với nhau, có những cái cảm xúc đầu tiên và đã hẹn hò với nhau rồi. Cặp đôi thứ hai như thế nào? Chúng ta sẽ đến ngay lập tức với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Dễ thương quá. Trời ơi. Dạ, em chào chị. Rồi, em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào quý khán giả ngồi tại khán trường. Em tên là Phan Vĩnh Phúc, đến từ Đồng Tháp và sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Em nay 33 tuổi, em là kỹ sư xây dựng. Rồi, tới phiên mình giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bạn bên kia và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Trần Hồng Nhung. À, năm nay em 33 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Bằng tuổi bên kia luôn. Dạ bằng tuổi. Đồng Tháp luôn. Dạ. Bên kia Đồng Tháp luôn đúng không? Rồi hai bên hỏi nhau đi coi có bà con gì không. Ủa em ở huyện nào em? Dạ em ở thành phố Cao Lãnh. Anh ở đâu vậy anh? Anh ở huyện Châu Thành. Dạ. Rồi hai bạn có đi cùng chuyến xe lên đây không? Em đi chuyến xe lúc mấy giờ em gái? Hỏi nhau đi. Dạ anh ơi, anh lên lúc mấy giờ anh? Anh đi chuyến xe lúc 11 giờ trưa. Vậy là em sớm hơn anh này đó. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Còn ưu điểm gì nữa không? Dạ. Vậy có khuyết điểm? Khuyết điểm của em là nóng tính, với cái là hay mất ước hay khóc. Trời ơi, thường là cái gì làm em khóc? Giận quá khóc. Giận ai? Ví dụ như là bạn bè chọc cũng khóc. Chọc tức quá không có nói gì được chân, tức quá khóc. Trời ơi thương quá, mỗi lần khóc vậy rồi ai dỗ? Không ai dỗ chân á, tự nó. Rồi bạn trai bên kia. Ưu điểm khuyết điểm là gì vậy? Ưu điểm của em là em rất là quyết đoán trong công việc cũng như là kiên trì trong công việc. Còn tình cảm của em là một người rất là chân tình và thật lòng. Em cũng rất là người rất là siêng năng. Ví dụ như đi làm về những công việc trong gia đình thì em có thể em làm được hết, nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa thì em đều làm được. Nhiều khi em cũng có cái khiếu ca hát, viết chữ của người bạn bè rồi cũng khen em là người viết chữ tương đối coi đẹp. Viết chữ đẹp. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Mối tình đầu thì quen cũng gần một năm nhưng mà do tính tình không hợp nên chia tay. Ừ. Mối tình sau thì quen cũng được năm nhưng mà cũng không đến với nhau được thì nên chia tay. Nay cũng được 3 năm rồi. 3 năm nay là ở không vậy đó hả? Dạ cũng có quen một hai người nhưng mà thấy không hợp với mình nữa thôi nên chưa có ai hiện tại. Sao ai cũng dạ. Không hợp hết trơn vậy rồi làm sao mới hợp? Nó có người hợp mà nó không đến được chị ơi. Bạn gái em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình rồi. Mối tình sau này là em chia tay cách đây một năm. Một năm lý dạ. Do sao chia tay? Dạ tại vì hiểu lầm. Hiểu lầm? Dạ. Hiểu lầm là hiểu lầm sao? Hiểu lầm là lần đó nó là Tết với em qua nhà nó chơi. Anh đó đi chơi với bạn, bạn thân, bỏ em ở nhà một mình. Cái em đó bụng quá, cái em điện em hỏi anh ơi anh về anh có chở em đi ăn không hay là em đi ăn một mình. Cái anh ấy là chờ anh về chở đi ăn. Mà em chờ hoài em đó quá đói. Em tức quá em khóc tại chỗ, xong em bỏ về. Bên gia đình ảnh nói là Tết nhất mà qua bên đó khóc lóc sùm. Bộ chùa người ta hay gì. Trời đất ơi. Đó. Xong cái ảnh cũng nghe đài. Rồi có nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra cái chia tay luôn. Bị gì khóc trận nó thôi mất bồ luôn. Dạ. Trời ơi thiệt là đau lòng. Chắc bạn trai đó cũng chưa thương em nhiều. Chứ nếu thương nhiều người ta phải tìm hiểu. Chắc vậy đó chị. Thôi bỏ qua đi. Thôi bây giờ muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Tìm người bạn trai có công ăn việc làm ổn định. Rồi. Biết thương em, ga lăng chiều bạn gái. Đừng để em đói bụng phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Hơi mập chút xíu có cái bụng đó chị. Thích có bụng hay không thích có bụng? Thích có bụng. Hỏi ảnh coi anh có bụng không? Anh có bụng không anh? Không, anh không có bụng. Hơi ốm. Vậy chắc em phải nuôi cho anh mập có bụng. Anh bên đây cũng hơi tròn á. Sao em thích người tròn? Chào em gái. Dạ.
Tại vì thích có bụng để mình ôm. Thì chạy xe anh chở cái mình ngồi xanh ôm. Trời lạ ta. Có mấy cô gái ở đây không thích đầu hói, không thích bụng bự. Nay cô này thích bụng bự ôm cho nó đã. Hay rồi nha, lạ nha. Cái điểm gì không thích mình thằng trai không, nói cho anh Linh nghe, anh kiểm tra bên kia. Dạ, không thích là không thích hút thuốc, không thích cái tính càm ràm. Ví dụ em mà đi chợ hay lâu quá đừng có càm ràm. Có hút thuốc không? Thì không anh. Có càm ràm không? Không có luôn anh ơi. Không có luôn, khỏe rồi ha. Nhưng nếu anh này hơi gầy gầy chút được không? Dạ được, em nuôi chắc mập lên được. Nhất định phải nuôi bụng bự bự chút đúng không? Dạ. Bự cái tôi được rồi nè ha. Rồi. Em trai ơi, bây giờ mình ví dụ như mình lấy vợ là về có làm dâu không em? Dạ, về ở gia đình rồi trước mắt sống đó thì thời gian có thể uyển chuyển hoặc là ở đó luôn cũng được. Nhưng mà chị làm dâu thì cũng không có vướng bận gì chơi. Thoải mái, dạ. Thoải mái ha. Dạ. Làm dâu tốt không? Dạ được. Được ha. Dạ. Yêu nhau là được hết á. Dạ. Bây giờ nè, nếu được thì bao giờ tiến tới hôn nhân được? Dạ em khoảng thời gian ngắn được, 3 tháng, 6 tháng được rồi. Gì 3 tháng lẹ vậy ông? 3 tháng rồi chuẩn bị kịp không? Dạ kịp. Tìm hiểu nhau kỹ chưa, mới 3 tháng rồi. Dạ thì lớn hết rồi thì sớm thì tốt, đợi chờ cũng lâu cũng Rồi chuẩn bị được cái gì rồi nè? Chuẩn bị nói thiệt về, nghe coi. Chuẩn bị về tinh thần với kinh phí lo đám kinh cưới. Kinh phí được nhiêu rồi? Mấy chục triệu rồi. Dạ được trăm mấy. Trăm mấy hả? Trăm mấy được chưa, đám cưới dư rồi ha. Dưới quê mình gói ghém thôi, mình còn làm vốn làm ăn nữa. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Không thích là một người phụ nữ có cái tính sĩ diện. Ngoài ra lo cho gia đình thương mình là được rồi. Rồi, hai bạn này dễ tính, cùng quê tôi gả luôn. Được, anh gọn lẹ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh ruột của em, với bạn của em. Rồi, cho gặp anh ruột cái đi. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Chào anh. Hai em. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Phan Hữu Thanh, là anh ruột của Phúc. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Đây là cũng là một cái dịp để hai em được gặp nhau. Thì về bản thân của người anh thì cũng mong muốn hai em có cái cơ hội để tìm hiểu. Nếu hợp thì hai em tính tiếp. Đó là mong muốn của bản thân và cũng là mong muốn của gia đình. Anh nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Về bạn gái thì cũng dễ thương. Được cái ưu điểm của hai bạn là gần gũi về địa lý. Đồng hương thì nghĩ về cái điều kiện mà để gặp nhau, hẹn hò. Rồi kể cả sau này thì nó cũng sẽ được thuận lợi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, mẹ em với cô với chị. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ chào cô ạ. Dạ, cháu trai bên đây cùng khán giả trong trường quay. Nhận xét về Nhung, con gái của tôi thì nó lớn tuổi rồi, cũng chững chạc, cũng ngoan hiền, hay giúp đỡ mọi người lắm. Tôi nhận xét về cái em trai bên đây, nói chung là cũng lớn tuổi hết rồi, có công ăn việc làm hết thì cũng tốt. Nói chuyện thì cũng chững chạc. Tôi cũng đồng ý cho hai cháu có một cái cơ hội tìm hiểu với nhau rồi đi đến hôn nhân, nhất trí. Dạ, dạ. Nhất trí. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn bác. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Mở cửa trái tim. Chào em. Quà gửi này. Em cảm ơn. Dạ, em cũng có món quà tặng gửi tặng anh. Đây là đặc trưng của quê hương Đồng Tháp. Rồi, cảm ơn em. Sen Đồng Tháp ha. Dạ, còn bó này em tặng chị Cát Tường. À, tặng chị hả? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em tặng cho anh đặc trưng. Cảm ơn em. Trời, chu đáo quá ha không? Bông sen, em hạt sen. Cảm nhận sen. Anh như thế nào? Nhìn anh á thì rất là được. Ngoài sức tưởng tượng của em. Anh nãy có nói anh có cái khiếu viết chữ thấy cũng hơi đẹp. Thì anh tặng em có vài dòng tỏ tình để em đọc cho ở đây cũng như khán giả người ta nghe. Em xin phép đọc. Em ơi, tình yêu là cái thiêng liêng của mỗi con người. Hôm nay anh gặp em ở đây, đó là tạo hóa xe duyên sắp đặt cho chúng mình. Hạnh phúc là hai từ nghe giản dị, nhưng là thứ quý nhất, thiêng liêng nhất mà ai cũng mong có được. Hôm nay anh gặp em, đó là hạnh phúc mà anh mãi trân trọng, vun đắp, gìn giữ. Nắng gió công trường anh không sợ, anh sợ đường về thiếu bóng em.
anh yêu em. Trời ơi, hay quá. Chữ đẹp với sao luôn ha. Chữ rất đẹp nè, thấy chưa? Cất nha. Còn gì nữa không? Làm thơ rồi, không lấy hát luôn đi. Em hát, chờ anh hát, ta tặng em cũng như quý khán giả ở đây một đoạn của bài hát Tình Em Tháp 10. Em đứng em hát luôn hả chị? Rồi, đứng nhìn cô ấy, nắm tay diễn tả với cô ấy kìa. Sông nước quê em sáng lớn chưa rồng, cây lúa trên đồng mát rượi đầy bông. Thương từng giọt mồ hôi, thương mùa nước nổi, chân không xa rời phù sa núi lớn tình quê mấy đời. Em gái nhà mong ước muốn đôi lần, đang tuổi xuân thì có được tình nhân. Bao giờ mình thành đôi cho đời biến đổi, đang mưa dần cười gọi tên xa để tình em thắm mười. Trời hát ơi. Lại hát lại em, hát lại, đừng nắm tay, đứng nắm tay đi, chưa gì cũng rồi về em gái, hát lại đi, hát lại tặng đi. Về đi anh Đồng Tháp quê mình, dương dân tình người đã đi xa. Về đi anh, về đi anh. Chúng ta chỗ về đi anh. Em hát một câu vẫn tiểu. Dừng ngay chỗ về đi anh hoài hà. Trời, rồi thôi bây giờ trò chuyện với nhau đi nè. Đúng cái chỗ là cái về đi anh hoài. À, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ hả? Dạ đúng rồi anh, thứ bảy chủ nhật em nghỉ. Anh làm bên thi công nên thứ bảy anh vẫn làm, chủ nhật anh sắp xếp cuối tuần mình gặp nhau. Dạ. Hỏi em tính như nào anh tới tiến tới được, nói đi. Thì em khoảng bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Em thì sao anh, em cũng lớn tuổi rồi cho nên mà cũng muốn nhanh chóng đám cưới. Dạ. Thì mình cố gắng thì sẽ được thôi. Dạ. Con cái con trai hay con gái gì em thích gì? Thì về con cái thì em thích bao nhiêu đứa con? Em rất thích là nhiều con nhưng mà em là cán bộ công chức nhà nước thì chỉ có hai con hả? Thì hai được rồi, hai thì lo chu đáo thì cũng tốt rồi em. Em thích trai hay con gái? Thì con trai con gái thì em thích sanh con trai hay con gái trước? Em thích con trai nhiều hơn gái. Vậy thì sanh đứa con trai trước đi, rồi nếu được thì sau thì đứa con gái, còn mà không thì hai đứa con trai luôn. Được không? Tính giống như trời tính vậy đó. Cái này còn tùy nữa anh. Làm như muốn đẻ đứa nào đẻ vậy đó. Mình tỏ tình đi, mình tỏ tình gì đó thật là lãng mạn. Ở cô gái tự tay bó cái bó hoa đó giống như hoa cưới vậy đó. Bây giờ ví dụ như bạn cầm bó hoa đó, bạn tới bạn tỏ tình, bạn nói sao cho bạn gái, rồi trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hay không? Bó hoa này em tự gói luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì tự gói thì chung cũng khéo lắm. Em rất là muốn ngày cưới sẽ cầm bó hoa như vậy đó. Thì anh hy vọng cái ngày đó sớm sẽ đến. Rồi, giống như đây là một lời cầu hôn để anh cầu hôn em, thì mình cho nhau cơ hội để mình quá thực hiện được điều đó. Giống như là hoa cưới vậy đó. Giống như đó. Cảm ơn các bạn. Về chỗ bà bấm nút. Bây giờ là giờ phút quan trọng nhất, hai bạn hãy nhắm mắt lại, hình dung là cuộc nói chuyện trao đổi từ nãy giờ, xem mình có thật sự là một nửa của nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ồ. Chúc mừng. Bây giờ xin phép đi rồi cái mình hôn nhau cái ha. Dạ, xin phép bác với cô còn được hôn em. Dạ. Khoan để cô nhìn ra đồng ý chưa cái đã. Đồng ý chưa cô với bác? Đó, đồng ý rồi đó. Hít sâu vô. Đó, hít ra luôn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây, nước xịt thơm miệng Relux gửi tặng hai bạn. Đây là một chiếc máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng cho hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV, rất tiện lợi. Chúc các bạn hạnh phúc. Hoa này xem như là hoa cưới. Nào, đây. Cầm đi, để đây, ráng cầm vô. À, cái nón đội vào cho cô gái Đồng Tháp. Dễ thương quá. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Sớm báo tin chúng tôi nha, chàng kỹ sư với lại cô kế toán. Dạ. Rồi, xin mời các bạn. Hai bạn. Đẹp quá.
quê Tháp 10 đẹp nhất Bông Sen đây. À, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất là hạnh phúc khi mà kết nối được hai cặp đôi. Họ đã đồng ý hẹn hò với nhau, thưa quý vị. Điều gì đến sẽ đến, và chúng tôi tin chắc rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Nếu như chúng ta bỏ lỡ tập nào thì có thể đón xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Và đừng quên nhấn subscribe. Cảm ơn nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.